quay đấy nhá. Đừng nhìn đấy chứ. Tự dưng.
Đổi vị trí đi, đổi vị trí đi. Nó quay được không? Anh đạp đứng đây luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em bắt đi đang bắt thằng mày lên mày tiền đạo ứng nhanh không? Em lên công về thủ. Một không mà. Mắng một quả thôi. Bàn tù ti thôi. 7 giây nữa. Cái thằng máy quay này đi em. Lỡ có đi bàn thì sao? Ok. Quang ơi, Quang. Em ngồi xuống với chị Quang. Để kinh tế nhà anh là anh ghét rồi. Ui. Em vào lại một thời cũng kiểu bất bại. Thanh mà chơi trò nữa chịu trách nhiệm nha. Bỏ quẩy, bỏ quẩy chạy đến người à. Về nát chân. Hai thằng. Chạy còi đấy. Em còi đấy.
Hỏi đâu ấy. Hôn luôn. Đang kiếm kiếm cơ hội gỡ hòa. Đã có một tình huống xảy ra. Thủ môn đội xanh đã bị đau. Khi đang ở vị trí tấn công. Thủ môn đã không sao. Mời thủ môn về vị trí bắt môn. Thật.
môn gì nữa. Đúng rồi, này, thủ môn mà. Người khác tiền về thì môn đồ. Thủ môn, thủ môn tự dẫn vào thủ môn tự đó. Đấy, đó. Bạn canh nhau. Em vào con trai bạn. Thế trai to nhỉ. Mẹ mẹ đi xin lên này. À thử ba ba cao rồi nhé. Mẹ mẹ mẹ. Ba uống một nói. Thử ba ba cao ở mỗi cổ cao rồi nhé. Em Thanh em mới rồi em Thanh. Còn được 2-3 trận, 2 trận nữa. Tháng 9. Trận sau mình nên thắng. Mình thắng là vừa lừa. Mình mà thua thì nguy hiểm. Kiểu gì trận sau mình cũng phải thắng. Đấy mà cuối thế. Đấy mà là chích mũi. Mất kiểu gì trận sau bên thắng. Trận sau mình cũng thua. Khả năng. Ừ đấy, có khả năng là Quang. Ôi giời. Đấy là trận sau bên thắng. Nên là trận sau phải thắng. Có được đấy. Đậu thì bên bạn thì vẫn còn ở ngôi sao. Không mà. Thì phút sang này chuẩn bị cho đi đá. Đó cười. Đấy. Nước tiếp đế canh này. Bằng điểm đấy. Thủ môn hay đấy, thủ môn đá hay quá đấy. Thủ môn. Đeo à? Sao
sao chạy sang bên này này. Thế là được ăn đủ rồi tím à? Chưa. Con nước phải đưa ra ăn miếng nhỉ? Đây là mấy người anh em biết rồi. Chung kết. Chung kết. Cuối gì? Chung kết sớm gì? Đấy em đi chung. Gần. Giết đội đi, giết đội bỏ đi nào. Mọi cũng 6 điểm nữa. Không à. Mình vẫn đang nhất. Còn một phút nữa mà em. Sao mà em chạy kiểu gì đấy? Còn một phút nữa thôi. Đây em chạy nhanh ý. Ừ mà em chạy nhanh lắm. Ra chung kết à? À sao quay kiểu gì ta? Này mày quay. Thank you.
đâu. Ngoài rồi, ngoài rồi. Ngoài rồi. Còn có tầm 20 giây nữa.